Xin chào mọi người. Hôm nay em làm ekip này muốn mang đến cho mọi người biết một sản phẩm, đó là trà tăng giảm cân Cường Anh bên em. Trà tăng thảo dược tăng cân và giảm cân thảo dược Cường Anh bên em đã vào thị trường được 2 năm, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì được rất nhiều các anh chị em trong nước đã tin dùng cái sản phẩm bên em. Không những các anh chị em trong nước đâu nhá, trà thảo dược tăng giảm cân Cường Anh bên em còn được các anh chị em bạn bè bên nước ngoài, ví dụ như là Nhật, Hàn, Malaysia hoặc là Trung Quốc, mọi người ở bên đó cũng rất là tin dùng cái sản phẩm tăng giảm cân bên em. Em sẽ giới thiệu qua cho mọi người biết về cái sản phẩm trà thảo dược tăng giảm cân Cường Anh bên em nhé. Trà thảo dược tăng giảm cân Cường Anh bên em thì được chiết xuất hoàn toàn bằng 100% là từ các thảo dược tự nhiên. Khi mà các bạn mà sử dụng cái trà bên em thì các bạn sẽ cảm giác rất là được rất là thoải mái. Đối với cái trà giảm cân Cường Anh này thì nó rất là lợi ích cho các chị em mà sau sinh ấy, chúng ta đã cho con bú cũng có thể dùng được. Bởi vì trong cái trà giảm cân Cường Anh này có đến 25% được chiết xuất từ chè vàng. Thì các bạn cũng biết về lợi ích của chè vàng rồi phải không ạ? Đó là một cái thảo dược rất là quý và tốt cho sữa. Nếu mà các chị em mà đang trong quá trình mà các chị em đang nuôi con, mà các chị em bị gầy hay là bị mất đi cái vào thân hình của mình, thì các chị em hãy sử dụng và tin dùng cái trà thảo dược tăng giảm cân bên em. Bởi vì hiện tại đến 60% khách hàng bên em là các chị em sau sinh sử dụng. Cho nên là các anh chị em cứ yên tâm nhá. Không những thế mà trẻ nhỏ trên 5 tuổi cũng sử dụng được. Sau đây thì em sẽ giới thiệu cho mọi người biết về cái sản phẩm bên em. Thì trước đây em có bán cho bạn ngồi bên cạnh em đây, là bán cho bạn ấy được 6 tháng rồi. Thì hôm nay tình cờ gặp bạn ấy ở spa thì em đã mời bạn ấy đến đây để cho em xin cái ý kiến về trà thảo dược tăng cân bên em. Chào Huyền nhá. Chị nhớ là cách đây được 6 tháng thì chị có bán cho Huyền một liệu trình tăng cân Cường Anh đúng không? Thế thì sau khi mà Huyền sử dụng cái liệu trình tăng cân Cường Anh bên chị thì bây giờ Huyền cảm nghĩ thế nào về cái sản phẩm tăng cân bên chị? Xin chào mọi người, sau khi được biết đến và sử dụng trà tăng cân Cường Anh, trước kia em chỉ có 45 cân, nhưng sau một liệu trình dùng trà tăng cân Cường Anh em đã tăng được 50 cân. Trong quá trình sử dụng trà tăng cân Cường Anh, em cảm thấy ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào. Và hiện tại thì em đã ngừng sử dụng trà tăng cân Cường Anh, nhưng cân nặng em vẫn giữ nguyên và em cảm thấy rất là hài lòng với sản phẩm này ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Đó, như các anh chị em cũng được biết phải không ạ? Bạn ấy đã dùng trà tăng cân bên em và đã ngưng được một thời gian, nhưng cân nặng của bạn ấy vẫn giữ nguyên. Và như anh chị có thể thấy, da dẻ của bạn ấy rất là trắng, hồng hào lên nhá. Nên là các anh chị em, bạn bè hãy tin dùng cái sản phẩm trà thảo dược tăng giảm cân bên em. Chúc anh chị em và bạn bè nhà mình, những bạn nào mà có thân hình quá là mập, hoặc những anh chị em nào có thân hình gầy thâm liên nhá, gầy mà không thể mập được lên, thì chúng ta có thể sớm xem được cái ekip này bên em và mọi người có thể sớm sử dụng cái sản phẩm bên em nhá. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Xin chào mọi người ạ.